Hello anh em, đã 3 ngày rồi tôi chưa đăng cờ nhí. Hôm nay sẽ lên một con server đã ông bườn và phờ di vàng ngọc nhé. À còn có lệnh nữa, đã ông bườn phờ di vàng ngọc lại còn có lệnh lại thêm có phiên bản cho iPhone và phờ di đăng ký. Thế thì còn gì bằng mà không lập tức bấm đăng ký kênh và like cờ nhí. Ở thằng Satan này nó sẽ bán thỏi vàng 100 ngọc một thỏi vàng mà ngọc anh em lấy ở nhà nhé. Cả trang ngoài mấy cải trang linh tinh cũng vẫn cải trang linh tinh. Nói chung là linh tinh không thể lập tức không bấm đăng ký kênh. Đây bên phần đặc biệt có bán thỏi vàng bằng 100 ngọc mà ngọc lấy tại nhà nhé. Vô hạn vàng ngọc không thể không lập tức bấm đăng ký kênh và like cờ nhíp. Thằng quy lão nó có mắc bản đồ kho báu nhé. Vừa vào thì bị nó bắn chết. Ở bà hạt mít có chuyển hóa trang bị kích hoạt. À nhầm, đổi set kích hoạt. Nhưng cái thú vị ở server này không phải ở đây, mà là trên này đây. Thằng Bill này nó bán đồ cực xịn sò con bò. Nó bán bằng thỏi vàng nhé, mà thỏi vàng thì được phờ di server quá xịn, không thể lập tức không bấm đăng ký kênh. Có cả set liên hoàn 100% cho Namex. Bên trái đất thì có thêm cải trang X4 luôn quá xịn, không thể không lập tức bấm like. À còn tỷ lệ úp set kích hoạt thường cực cao nhé, anh em có thể nán lại để xem tôi úp 3 vì đã full set nắp 3 rồi rất nhanh. Cờ nhíp đến đây là gần hết rồi, đăng ký kênh đi. Bye bye.